diễn biến sự việc của người mẫu Thái Thiên Phượng xót xa vì hồng nhan mà bạc phận. Hiện tại vụ việc nữ người mẫu Abby Choi hay còn được biết đến với cái tên Thái Thiên Phượng cùng với gia đình chồng cũ đang trở thành chủ đề nóng thu hút sự chú ý của công chúng. Theo những tình tiết mới dần dần được hé lộ càng khiến khán giả trở nên phẫn nộ trước hành vi man dợ của gia đình chồng cũ dành cho nữ người mẫu. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Ống Kính Hậu Trường. Cụ thể một người bạn thân của Thái Thiên Phượng cho biết, ban đầu chỉ suy nghĩ nữ người mẫu bị bắt cóc, tuy nhiên trong 3 ngày liên tiếp gia đình của cô không hề nhận cuộc gọi tống tiền nào. Đến đêm ngày 24 tháng 2, gia đình của cô đã nhận được tin tức từ phía cảnh sát và đã khiến cho cộng đồng người dân phẫn nộ trước hành động tàn bạo của gia đình chồng cũ của cô. Ngoài ra bạn thân của cô cho biết chồng cũ đã gọi điện cho gia đình chồng hiện tại của nữ người mẫu và chất vấn sau khi bỏ trốn. Vì sao các người báo cảnh sát về sự mất tích của Thái Thiên Phượng mà không thông báo cho tôi biết? Trước đó vào tối ngày 21 tháng 2, sau khi không tìm thấy người mẫu, gia đình chồng hiện tại đã báo cảnh sát về việc cô mất tích. Bạn thân cô khẳng định Thái Thiên Phượng bán nhà mua cho gia đình chồng là vì mục đích đầu tư, không hề có ý định đuổi mọi người ra khỏi nhà. Cô cho biết nữ người mẫu nếu bán nhà chắc chắn sẽ tìm một nơi ở khác cho gia đình chồng cũ. Ngoài ra theo lời bạn thân kể, bố chồng cũ đã dùng những lời lẽ không hay sau khi nghe ý định bán nhà từ phía nữ người mẫu Thái Thiên Phượng. Nếu cô bán nhà, không sắp xếp chỗ ở cho chúng tôi sẽ giết cô. Trong ngày 21 tháng 2, camera đã ghi lại khoảnh khắc Thái Thiên Phượng bước vào căn hộ lúc 12 giờ 29 phút, chỉ sau gần 2 tiếng vào hồi 14 giờ 15 phút cùng ngày chính là lần cuối cô được nhìn thấy. Sau khi rời khỏi nhà, nữ người mẫu được anh trai chồng cũ đưa đi bằng xe 7 chỗ trong quá trình di chuyển đến căn hộ mua cho gia đình chồng cô. Trong thời gian Thái Thiên Phượng được thông báo mất tích, nghi phạm đã đến nghĩa trang ở khu dân cư Tướng Quân Áo ở vùng Vịnh Hồng Kông, Trung Quốc. Chính vì thế, cảnh sát đã cử 100 nhân viên dẫn theo cả chó nghiệp vụ đến đây để tiến hành tìm kiếm. Đến trưa ngày 26 tháng 2, cảnh sát tiếp tục huy động thêm lực lượng lục soát, khơi thông công rãnh ở làng Lo, Tai Po nơi chồng cũ của cô đã che giấu hành vi độc ác của mình. Hiện tại, cảnh sát Hồng Kông đã đưa ra thông báo bắt giữ 3 nghi phạm gồm bố, mẹ và anh trai của chồng cũ của Thái Thiên Phượng. Họ cũng đang truy tìm thêm chồng cũ của cô, Alex Wang, người bị tình nghi liên quan trực tiếp đến vụ việc. Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định gia đình này muốn sở hữu tài sản của người mẫu. Cô nắm khối tài sản vượt hơn 300 tỷ đồng. Được biết sau khi kết hôn với chồng giàu có, nữ người mẫu vẫn để tâm và chăm lo cho gia đình nhà chồng cũ. Cô đã để anh trai chồng làm tài xế riêng, hỗ trợ tài chính cho chồng cũ thất nghiệp và bỏ ra nhiều tiền để mua căn hộ đứng tên bố chồng. Đại diện cảnh sát Tây Cửu Long cho biết về lý do khiến gia đình chồng cô âm mưu chuyện xấu là do mâu thuẫn tiền bạc là nguồn cơn của vụ án mạng thương tâm này. Số tiền tranh chấp khoảng 12,7 triệu đô, tương đương hơn 300 tỷ đồng. Điều gây phẫn nộ là hung thủ ra tay quá tàn độc. Thái Thiên Phượng là một trong những influencer được săn lùng nhiều nhất trong ngành, là người tạo ra xu hướng với gu thời trang riêng. Với hơn 84.000 người theo dõi trên mạng xã hội Instagram, Thái Thiên Phượng có người hâm mộ không chỉ ở Hồng Kông mà còn trên toàn thế giới. Cô thường xuyên xuất hiện tại tuần lễ thời trang Paris và từng xuất hiện trên nhiều tạp chí lớn như Elle, Ellie, Vogue và Harper's Bazaar. Hiện tại bên phía cảnh sát đang xem xét, hoàn tất thủ tục, chứng cứ để thực hiện khởi tố gia đình chồng cũ của cô. Các bạn bè và người thân của Thái Thiên Phượng đã không khỏi xót xa và hy vọng cảnh sát sớm đòi lại được công bằng cho nữ người mẫu hồng nhan mà bạc phận này.
手法。知確實死亡時間。